Tường Giang chấp cả gian cát 2 ngày 1 đêm, không ai chịu nổi tôi đâu. Giang Ca cho biết kỹ năng sinh tồn của anh rất tốt nên tham gia 2 ngày 1 đêm không là vấn đề. Chia sẻ trong video mới nhất của 2 ngày 1 đêm, Tường Giang cho biết show thực tế đang được yêu thích vì khán giả cần không gian mở và muốn trải nghiệm nhiều hơn, nhất là sau 2 năm đối mặt với đại dịch Covid-19. Đến với 2 ngày 1 đêm, giọng ca nhấn mạnh anh có nhiều chơi nhiều. Tôi đã xem qua bản Hàn và đặc biệt là thích dàn cát lẫn khách mời. Tôi rất thích Cha Tae Hyun vì anh ấy là một nghệ sĩ tầm cỡ và là diễn viên hài và rất thông minh, Tường Giang chia sẻ. Ông xã Nhã Phương cho biết anh không còn già nữa và 2 ngày 1 đêm khác với Running Man Việt Nam ở chỗ bản thân phải chống chọi, thắng nhiều thử thách để tồn tại đến cuối cùng, nhận phần thưởng ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng. Giờ tôi chấp nhận nguyên dàn cát đó, đi tàu ra biển đánh cá 1 tháng rồi về, không ai chịu nổi qua tôi đâu. Trên tàu ghê lắm, sóng đánh dập dìu. Có lần tôi cũng đi kiểu này rồi, thuê một chiếc tàu to, trên tàu khủng khiếp lắm, không như ở trên bờ đâu. Nên mọi người nên hết, nếu chương trình có thử thách trên tàu, người tồn tại là tôi đó, nam nghệ sĩ chia sẻ. Tường Giang hài hước cho biết anh tự lập từ nhỏ nên vợ là người ngoài soạn hành lý cho anh. Riêng lần này là Nhã Phương soạn, cô còn chuẩn bị tiền cho chồng nhưng 2 ngày 1 đêm lại không cần tiền. Đây cũng là lần hiếm hoi Tường Giang được Nhã Phương đưa tiền nhưng không được dùng. Như bao ông chồng khác, Tường Giang từ ngày lấy vợ thì bao nhiêu tiền cát xê đều chuyển thẳng vào tài khoản của Nhã Phương. Không ít lần Giang Ca đã chia sẻ câu chuyện rỗng túi trên sóng truyền hình, thậm chí là ghi hình còn không mang tiền theo. Là người không sử dụng mạng xã hội, chỉ chăm chỉ làm việc, Giang Ca cho biết anh có thể không cầm đến điện thoại trong vòng 1 tháng, không cạo râu 3 ngày khi tham gia 2 ngày 1 đêm. Tôi không có nhu cầu dùng điện thoại vì có xài mạng xã hội đâu. Thỉnh thoảng tôi lên Facebook cho fan đỡ nhớ, nhưng tôi còn vợ con đã lo hết trước khi đi đâu nên có vấn đề gì, nam nghệ sĩ nói thêm. Trong tập 1 của chương trình Chọn Ai Đây, Giang Ca từng kể về sự cố Ơi Con Sông Quê khi Nhã Phương giữ hết tiền của anh. Lần đó anh xuống nhà bạn rất gấp, cần tiền mặt. Nam MC chỉ cầm thẻ đen, thường là thẻ hạng bạch kim Platinum với nhiều tính năng và ưu đãi hơn các loại thẻ tín dụng khác, nhưng không phải ai cũng được cấp. Vào ngân hàng xin rút 50 triệu đồng. Sau một hồi nhìn Tường Giang với ánh mắt khó hiểu, nhân viên ngân hàng hỏi lại nam MC muốn giao dịch gì, nhắc lại yêu cầu. Tường Giang nhận về câu trả lời kèm ánh mắt ái ngại, anh còn có 500.000 đồng thôi ạ. Thêm vào đó, Lâm Vĩ Dạ còn kể rằng khi lên phim trường, Giang Ca sẽ gợi ý cho các em mua đồ ăn cho mình, còn nếu có đãi cũng mang đồ ăn từ quán sang. Thêm vào đó, Nhã Phương là người kiểm soát hết tài chính của chồng. Khả Như góp vui, người anh của em, trong một lần đi lưu diễn ở Mỹ, anh đang ngồi FaceTime với con xong, xoay qua nói, ê, có vợ tiết kiệm cũng lợi hay lắm, bữa mang theo 1.000 đô, vì sang Mỹ diễn kiểu gì bầu show cũng đưa tiền, thì vợ rút bớt còn 100 đô, anh sống bằng cách ăn nhờ ở đậu, đi tới đâu cũng rút mì gói ra ăn, nên em tin chắc là anh Giang không có quỹ đen. Trước đó trong những hình ảnh đầu tiên của 2 ngày 1 đêm, Tường Giang cho thấy sẽ có một nhân cách khác xuất hiện trong chương trình này, vẫn là anh cả của các em, nhưng tự dưng fan lại thấy Giang Ca hay có biểu cảm đáng yêu hơn hẳn.